cười khoái chí. Sự chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Phạm Võ Nhất Vương. Dạ. Là em đúng không? Dạ vâng ạ. Em làm gì? Dạ hiện tại thì em là sinh viên. Trường gì? Dạ năm nhất của trường Đại học Sân khấu ạ. À năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh hả? Học lớp của ai? Dạ thì lúc trước thì em đang học ở cao đẳng du lịch. Xong rồi thì em chuyển ngành qua học bên sân khấu. Sao chuyển được? Trường sân khấu đâu có thể nào chuyển từ trường nào khác. Dạ như là đam mê thì mình bỏ kia mình qua đây mình thi. À tức là giờ thi đậu rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ai đang dạy em? Dạ chưa nhập học ạ. À mới đậu. À mới đậu chưa nhập học là chưa biết giáo viên chủ nhiệm đúng không? Dạ vâng ạ. Chưa biết gì cả đúng không? Dạ. Còn trong trắng đúng không? Dạ. Rồi bạn trai cái bên sao vậy? Dạ em tên Phù Ngọc Huy, em học tại trường cao đẳng du lịch ở Nha Trang. Sao vuốt dữ vậy? Dạ đúng. Tên Huy đứa nào cũng bẽn lẽn ha. Làm gì có đâu nè, chắc rung đúng không? Rồi giao lưu một tí xíu để mình thi ha. Dạ. Hai đứa là gì của nhau? Dạ bạn. Dạ bạn. Bạn như thế nào? Dạ bạn khác lớp nhưng chung ngành. Em học lớp nào? Dạ em học lớp B, nó học lớp A. B là sao? A là sao anh không hiểu? Dạ cũng như một ngành tụi em có hai lớp thì chia ra em hướng dẫn B, nó hướng dẫn A. Nhưng mà bây giờ bạn em nghĩ bên đó bên em rồi, giờ qua trường sân khấu điện ảnh học rồi. Dạ. Tại sao tự nhiên đang học trường kia chuyển qua sân khấu điện ảnh vậy? Dạ tại vì đam mê nên là em chuyển qua học. Vậy trường kia khác với trường sân khấu chỗ nào? Cái giáo trình họ dạy khác chỗ nào? Dạ nói chung là nó thì khác là cũng không khác, tại vì học bên hướng dẫn thì cũng giống như là mình diễn viên mình đứng trước toàn nhiều người mình diễn mình nói cho họ nghe. Thì em muốn cái niềm đam mê diễn xuất của mình thì gai là mình gai đó. Ok. Hôm nay là thi chính là bạn nam áo đen đúng không? Dạ. Rồi, cố gắng lên nha. Đang đẹp đẽ, đang cảm tình nha. Dạ. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Anh bắt em đi. Bắt em đi. Anh bắt em đi. Bắt em lại cho anh. Anh ơi. Đứng lại cho anh, đứng lại. Bắt em đi. Em đứng lại. Bắt không được làm chó nha. Em đứng lại cho anh. Dính. Anh bắt được em rồi nè. Anh thả em ra ơi. Trả tiền của tao mày. Dạ cho em hẹn vài bữa nè. Nè, tao không có giỡn nha với mày nghe chưa? Gì em còn ít, anh thả đây em đưa nha. Anh bắt em đi á. Chúc mừng hai bạn được 2 triệu. Tôi biết bà làm cái gì luôn á. Tôi biết vừa thả ra là bắt em đi đó. Nhưng mà vui cưng, nhìn nó cưng. Hợp lý một vòng. Dạ nó dạy nam hay dạy nữ? Cái nhân vật hồi nãy á. Dạy em. Không có biết nam nữ, dạy em vậy thôi. Dạ rượt nhau chứ cũng biết thằng nào anh nào em đó. Sao phân biệt được? Thằng Dí cũng vậy à? Hai người là tự tập với nhau hả? Có dạ, ai hướng dẫn tụi em không? Thì em là cũng như mê á. Xong rồi đăng lên cái story á thì thằng này nó thấy. Lúc đó 3 giờ khuya là rủ nhau xong rồi sáng mai lại đi lên khách xin luôn. Ok. Nhưng mà nãy vòng 1 thì dễ dãi nha. Dạ. Rồi càng ngày nó sẽ càng khó nha. Ok. Rồi hai bạn quyết định thi tiếp gần lại ạ. Dạ. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Dạ tụi em thi tiếp ạ. Rồi thi tiếp. 60 giây thời gian. Bắt đầu. Chùa lá đe nhiều ghê ta. Lan ơi Lan. Lan ơi mở cửa cho anh đi Lan. Anh Điệp à. Anh đi đi Lan. Lan ơi mở cửa cho anh đi Lan. Lan ơi. Anh đi đi. Lan ơi, em mở cửa cho anh đi Lan. Em nói anh đi đi, em không có mở. Em mở đi Lan ơi, em mở cửa cho anh đi Lan. Lan ơi. Lan ơi Lan. Em nói anh đi đi, em không có mở. Em mở cửa cho anh đi mà. Em nhốt anh, ở đây lâu quá vậy. Chứ có tay tự mở thì đi ra cho nói gì trời. Em đứng ngoài trường em quét mà. À giờ anh ở sau song sắt này, em nhỏ, em mở anh ra đi em. Mất gì khó rồi. Lan ơi. Thôi em đi đi. Hết biết gì vậy. Hết thời gian ạ. Tụi em muốn làm ngược lại là thay vì cái nhân vật này vô kiếm bà Lan thì là cho người ta hiểu là nhân vật này đang bị nhốt lại, đúng không? Dạ vâng ạ. Biết tại sao không cười không? Dạ. Người ta không hiểu là một, cái thứ hai không tìm được cái lý do để nhốt ông này, hiểu không? Dạ. Phải có lý do, thí dụ Lan mở ra đi. Em không mở. Lan mở cửa, mở cửa anh Lan. Anh lì quá, tôi không mở. Lần thứ hai là phải nặng hơn. Lan mở cửa anh đi Lan. Mày điên à? Tao đang nhốt mày lại, tao mở mày ra làm cái gì? Mày điên à? Sao mới nhốt mày lại? Mày ăn cắp cái chuông chùa rồi tao phải nhốt mày lại chứ, em hiểu không? Tao phải có cái lý do để nhốt cái ông này lợi, chứ tự nhiên nhốt không. Tao không hiểu tại sao mày nhốt. Nó không có kết thúc của cái câu chuyện này. Tại sao không lấy cái chổi ra diễn mà lấy cái tay không vậy? Nè, em có học diễn xuất bao giờ chưa? Dạ không. Không phải không? Em có học diễn xuất bao giờ chưa? Dạ chưa. Trước đây? Dạ chưa bao giờ luôn phải không? Dạ. Tụi em chỉ coi, em chỉ coi hài. Không trách được, nhưng mà tại vì tụi em làm cái gì cũng phải để ý là tụi em đến đây để lấy tiền, đúng không? Phải nghiên cứu. Khi mình làm quét, em phải tưởng tượng có một cái cây chổi trước mặt em, thấy không? Đây, giáo dục và đào tạo. Đây, tưởng tượng cây chổi. Cây chổi tới đâu? Tưởng tượng coi, cây chổi tới đâu? Cây chổi tới đâu em? Nếu mà em dựng đứng cái chổi lên, cây chổi tới đâu? Đây, làm sao để người ta tưởng tượng có một cây chổi. Nhìn. Bạc bạc, nghe không? Em không, em quét lá nội, em quét mà không quét đúng là người ta đã cười rồi, đúng không? Mà phải hiểu nó có cái chổi thiệt, nghe không? Kéo cũng vậy, kéo cái giày, kéo ni nước, bạc bạc không? Thấy không? Nó có cái gì? Hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi chưa? Dạ. Rồi, đi. Đó. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Huy và tất cả mọi người ở đây. Bạn gái tên gì? Không, đây là em là mẹ của em. Chào Trấn Thành, chào Trường Giang, làm rung quá tự nhiên nói bạn gái nghe rồi đó mà bạn không, gái. Không, ý là cô gái này á, bạn gái này mà sao trẻ dữ vậy? Dạ, mẹ em đó đẻ sớm. Mẹ ruột luôn hả? Dạ mẹ ruột. Mẹ hồi lúc sanh Cường là mới có 21 tuổi, nay 44 tuổi. Vẫn rất trẻ luôn. Dạ. Mặt còn trẻ hơn mặt tôi nữa mà. Thiệt, nghiêm túc, bạn nhiêu tuổi rồi? Dạ, nay em 22 tuổi. Hơi già nha. Hơi già nha. Hơi già nha. Không mà mẹ trẻ thì cái kinh khủng khiếp luôn. Ra đường nói bạn gái có người tin đó, đừng có đùa. Dạ, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Hai người thi chung thi phẩm với nhau ha? Dạ, dạ. Rồi, sao run quá vậy? Bình tĩnh nào. Thôi, trước tiên để chị đến từ Bình Dương có món quà nho nhỏ để tặng. Trấn Thành với Trường Giang. Kỳ quá, mọi người cứ làm vậy khó từ chối lắm. Ủa, là có 2 bịch thôi hả chị hả? Ồ, có 2 bịch. Thì đó. Xin lỗi em Huy. Không sao đâu chị, trời ơi có gì đâu mà. Từ trong lòng chị cái người ủng hộ Trấn Thành với Trường Giang. Chị nhớ tới Trấn Thành với Trường Giang, quên em, thông cảm nha em. Không có gì đâu chị, em ổn mà. Chị không những không tặng mà chị còn tát thẳng vô mặt. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị yêu dấu. Cảm ơn hai em. Ủa cái này mà MC là cần lắm. Thông cảm nha em. MC ngồi lâu chắc mỏi lưng lắm ha. Mà bụng dạo này nó phì ra đó chứ. Nhìn vậy chứ thoát gì đi đệm rồi đó. Chứ gì nữa. Thấy chị. Dạ. Sao ông kia ông cầm cái bóp đầm mà ông vui quá vậy ta? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Mẹ rất là khó chịu. Bình tĩnh lại. Dạ. Dạ bấm đi anh. Xong bây giờ bắt đầu. Ê quỷ, trời hôm nay khỏe không? Khỏe. Bọn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây không cần lại rồi. Báo không hiểu luôn. Báo không hiểu luôn á. Bà mẹ báo hiểu luôn. Chị biết sao em cười không? Trời ơi, đứa con vẫn diễn với mẹ, vẫn chỉ thẳng em con quỷ. Trời ơi, sao chị để nó diễn kỳ vậy? Mẹ nó mà vô hê con quỷ. Khỏe không? Trời ơi trời. Chết tôi chết. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Em dụ mẹ em tới đây phải không? Dạ em chia sẻ vậy. Bữa em đi cách tin đó là có mình em đi à, mà mẹ em thì em diễn cho mẹ em coi. Mà mẹ em không biết thách thức danh hài là gì hết á. Năm mùa trước không có coi. Cái em diễn xong cái bả máu lên. Bả nói thôi để tao đi diễn chung với mày. Rồi cái đứng lên lay luôn. Hay quá, hai mẹ con có duyên quá. Vừa gặp mẹ ý con quỷ đó nghe. Rồi thôi tiếp. Thi được không? 2 triệu. Thi được không? Thi được. Cái này dừng mới lãng nè. Dạ em xin thi tiếp. Rồi thi tiếp. Xong bây giờ bắt đầu. Trời ơi con quỷ, hôm nay khỏe không? Khỏe. Ê nói nghe nè, dạo này chồng con như thế nào rồi, kể nghe chơi. Trời ơi đừng nói tới chồng, chồng nó bỏ đi theo vợ bé rồi. Còn con nó hỗn, nó mất dạy lắm. Bà hiểu, bà hiểu sao mình cười luôn. Bà chưa hiểu. Có duyên thôi. Con vợ mất dạy. Con vợ mất dạy. Công nhận thiệt. Chị hiểu sao tụi em cười không? Dạ. Thôi để phải bình tĩnh đi. Chị hiểu sao tụi em cười không? Dạ. Tại chị nói đúng á. Đừng quá. Rồi tiếp vòng 3. Ngon lành. Tiếp mẹ. Đúng hả? Dạ thi tiếp gần lại ạ. Dạ em thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây. Bắt đầu. Ê con quỷ, trời hôm nay khỏe không? Khỏe. Ê nói nghe nè, chồng con sao rồi, kể nghe chơi. Ôi chồng thôi đừng chán lắm, đừng có nói. Nó bỏ nó đi theo vợ bé rồi. Còn con thì nó hỗn, nó mất dạy lắm. Vui thì nó kêu bằng mẹ, còn buồn thì nó kêu bằng con quỷ không à. Trời ơi bà nói sao chứ tôi thấy con bà đẹp trai dễ thương lắm mà. Ai cũng nói như vậy hết trơn á. Nhưng mà hả, còn bà làm sao? Tôi hả? Tôi với mẹ tôi đúng không? Ờ, bà với mẹ bà đã quê chưa? Trời ơi, đừng nói tới bả chán lắm bà nội ơi. Hạ bả tối ngày á, hạ bả đi nói xấu tôi, bả đồn, bả nói hạ tôi cái gì? Giống hả? Giống Trấn Thành, giống Lê Dương Bảo Lâm, rồi Minh Dự được không à? Trời ơi, bả nói mày giống người nổi tiếng không vậy là bả khen mày đẹp trai rồi. Mày nghĩ sao Minh Dự đẹp trai? À vậy là bà nói mày có khiếu hài đúng không? Không có, bà chơi tôi nhiều chuyện. Mà tao thấy cũng giống vậy á mày ơi. Hết thời gian ạ. Đang vui. Bị rung quá. Tiếc quá, đúng rồi. Rung nó còn khúc cuối nữa. Tại rung còn khúc cuối nữa. Đâu nếu diễn hết thì nó làm sao thử coi. Mệt đổ bà ơi. Hả bà ghét giống má tôi ghê vậy á. Không đó biết, phải má mày hung chứ chút mày quẹo phải là mày chết với tao. Đúng cái nãy là vui đó mà. Phải nói lẹ tới đó đó. Bà chậm mệt quá, mất thời gian quá. Không, chị phải nói gì nè, chị phải nói mày giống như ngu, mày là nói mày khen mày chứ làm gì ấy mày. Mày nghĩ mày đẹp được như tao không? Mày nghĩ mày duyên dáng được như tao không? Mày nghĩ mày vậy được không? Kia bà làm gì bà chữ gì, bà làm gì bà má tôi vậy. Là vui nữa, là cười cái thứ ba liền. Không đủ bình tĩnh để tới cái đoạn đó. Gì cà khựng. Lúc đầu em không định lấy khúc đó đâu. Nhưng mà thêm miếng vô hành ra mất cái khúc mà mày không phải. Mấy cái miếng ở trên không cười được. Dạ. Đang vui cái chỗ hai mẹ con dằn vặt nhau nè. Dạ. Lôi nhau ra đây rồi bây giờ dằn vặt nhau nè bây giờ. Mà cái cô mẹ này cổ diễn tốt nha. Bà rất là nhịp nhàng á. Bà thật. Bà diễn bà thật lắm. Bà tin rằng là con mất dạy thiệt đó. Thiệt mà. Dạ. Không, con chị ngoan lắm em. Em đang nói trong cái kịch á. Ý là trong cái kịch á. Ý là trong tiểu phẩm là nó mất dạy. Đúng rồi. Bây giờ coi vậy thiệt. Em thích cái này lắm. Em thích chị lắm. Nhẹ nhàng, tế nhị, đàng hoàng. Chị là người sống tốt, biết chia sẻ. Em thương chị lắm. Chị hiểu cái câu chia sẻ không? Có hiểu em. Chị hiểu sao? hiểu giống như mình có cái gì đó mình chia sẻ bớt cho, giống như hiện tại chị đang chia sẻ cho rất nhiều có người có nỗi đau, dạ. Giống như là đau bệnh mà không có chị. Em chưa bệnh lắm đâu chị ơi, nhưng mà em hiểu ý chị, nhưng mà tụi em chưa bệnh lắm đâu. Cái cậu đang học gì? Dạ em sinh viên năm cuối của Đại học Nông Lâm, đàn em của Đà Đá Đa đó. Sao ở nhà không ở nhà là kinh doanh phụ mẹ? Dạ em cũng tính vậy á, tại em cũng sắp ra trường mà. Nhà có mấy anh em? Có mình em. Trời, con trai một hả? Dạ mẹ em thì có... Vốn là từ xưa là con trai nó ở riêng. Mẹ em có chồng khác rồi có em riêng. Gia đình mới, không sao, có chị đó bình thường. Rồi giờ sao tái hợp? Không, giờ chị vẫn ở độc thân vậy, nhưng mà có đứa em gái nữa dạ, dạ. Nhưng mà bạn này ở riêng luôn phải không? Dạ em ở chung với ba em. Rồi tình cảm giờ là quê nhau chưa? Lãnh 2 đầu lương đúng không? Dạ sao? Em á, lãnh 2 đầu lương. 2 đầu lương? 2 đầu lương không có được lãnh lương bên nào hết, tự lập luôn em. Ý là cái câu nói ghẹo là lãnh 2 đầu lương nghĩa là bố mẹ ly thân với nhau á. Dạ. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ hai người kháng khích nhau chưa? Em với mẹ em có quệ, có bên đường gì không? Hay là có sao không? Vốn là con trai là từ xưa là giống như ba mẹ ly hôn, và con thì chỉ cho học bán trú nên ở riêng vậy thôi, chứ cái tình cảm rất là tốt. Ok, nếu giờ là tốt rồi. Mà có thăm mẹ thường xuyên không? Dạ ít, có qua lấy hàng đi bán gì có. Mà mình có học diễn xuất không mà sao diễn cái vai đồng tính hay vậy? Dạ không có anh. Em thì em cũng đam mê lắm á. Hồi mà em còn học cấp 3 trên trường á thì mấy bạn hỏi là ồ sao không thi trường sân khấu đồ này nọ đi, thấy cũng nói chuyện đồ này nọ hoạt bát, rồi trong sổ lạc là 12 năm á là ghi nói chuyện nhiều không mà đó. Ừ, nhưng mà em thì không tự tin lắm, tại em thấy một người diễn viên mà diễn xuất á, hay á, thì có tài á, thì người ta có tài nhiều lắm, em thì tài lẻ ít thôi à, nên em không dám. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Nhưng mà mẹ diễn hay nè, mẹ thích mẹ quá. Nói chung con trai á, nó đam mê diễn xuất, nó đam mê thích làm diễn viên, thích làm ca sĩ, nhưng mà hồi xưa chị không có điều kiện để cho nó đi đến con đường đó. Không, bữa nay thắng là nhờ chị đó, cái thật thà của chị mà nhìn có duyên đó thiệt á. Nhưng mà tại vì nè, bạn không có đủ tự tin. Dạ. Rung quá. Bạn bị rung quá. Người diễn viên là không được rung. Dạ. Làm cái gì làm, bước ra sân khấu cái là bất chấp. Bạn rung là bạn không làm diễn viên được. Thôi nói chung là tình cảm rất là quý hai mẹ con ngày hôm nay đến đây ha, một kỷ niệm đẹp nha. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn mẹ con ạ. Chào anh Thành, anh Giang. Chào anh Thành, chào anh Giang ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Rồi, bạn giới thiệu đi bạn nam. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hậu. Hậu, đến từ đâu? Dạ, em đến từ Vũng Tàu. Rồi, bạn gái? Dạ, em tên là Thùy Dương và em đến từ Quảng Nam ạ. Quảng Nam ở chỗ nào? Dạ, em Tam Kỳ ạ. Tam Kỳ chỗ nào? Tam Kỳ ngay trên đường Hùng Vương ạ. Xa xôi cách trở phương trời ha. Mình phải làm sao cho nó hay tí. Tụi anh nhiều tiền lắm, cái gì không có chứ tiền rất nhiều. Diễn đi. Dạ. Dạ. 60 giây thời gian bắt đầu. Xin giới thiệu, đây là một con robot vô cùng thông minh. Nó có thể làm bất cứ điều gì mà ta sẽ khiến. Này robot, ngươi có thể khiến một người ngồi bên kia đứng lên được hay không? Giỏi, tốt lắm. Bây giờ ta muốn nhìn thấy một người từ phía bên trong cánh gà chạy ra đây, ngươi có thể làm được hay không? Khá lắm. Nhưng tôi còn một cái nữa. Này robot, ngươi có thể tặng cho giám khảo Trấn Thành một chiếc iPhone X được hay không? Ê, dừng lại. Hay là bây giờ ngươi làm cho giám khảo Trấn Thành giảm xuống 3 kg thôi được không? Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây không còn là tài giỏi. Chúc mừng các bạn được 2 triệu đồng. Không quá vui nhưng anh cười khuyến khích. Thực ra là có đầu tư, có kịch bản đàng hoàng, có diễn ra con robot đàng hoàng. Nhưng mà tại vì em làm cái này nó không có đã. Có nghĩa là em nói là cái việc giảm cân của anh nó còn khó hơn là việc mà tặng một cái điện thoại, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nó không có nên như vậy. Thí dụ vậy robot, ngươi có thể cho giám khảo 2 cây vàng được không? Thôi, khó quá thì thôi, làm giám khảo Trấn Thành giảm xuống 3 kg đi. Đúng không? Là vậy thôi, đơn giản thôi, đập đầu đồ chi ghê quá. Nó làm gián đoạn cái mạch suy nghĩ của người ta. Mà con bé này phải biết mồi, em hiểu không? Em phải biết mồi cho người ta hiểu là cái chuyện kia con này nó làm không được, nó sao khó quá, thôi vậy ta làm cái chuyện dễ hơn. Đó, mày làm vậy đi. Thì cái miệng em nói dễ hơn mà đối với nó là lại khó hơn, em hiểu không? Đó, nhưng mà diện có đầu tư 1 triệu 2 triệu. Dạ em cảm ơn ạ. Mà cái cô áo sọc nó cũng đâu có diễn luôn á nha, cô chịu diễn lắm á, đứng lên. Ủa sao tôi đứng lên vậy? Hay. Đồng bọn. Rồi vòng 2 có gì hay nha, làm nha. Vậy cho em xin xuống lấy dọc cụ. Khoan các bạn ơi, các bạn xác định thì mình là mình thi tiếp hay dừng lại ạ? Dạ em thi tiếp ạ. Thi tiếp. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Mẹ, con đậu đại học rồi, quà con đâu? Trời ơi, nhớ giữ bay. Nè, quà con đó. Cái gì vậy? Không phải, cái này là vậy nè. Má ơi, cái này đẹp không? Đó, con đậu đại học á, là má mua cho con cái này nha. Cái này đúng không? Dạ. Mày chắc chưa? Dạ chắc rồi. Rồi mày chắc đi rồi má mua cho mày, mày đậu đại học đi rồi má mua. Dạ. Rồi. Đó má thấy không? Trời ơi con ơi, mày nhớ nhầm rồi đó con ơi, không có phải như vậy mà là vậy nè. Má, cái này đẹp không? Con đậu đại học á, má mua cho con cái này nha. Này hả? Dạ. Mày đậu đi tao mua cho mày. Dạ. Đó, mày nhớ chưa? Mày nhớ chưa con? Là vậy đó. Không phải, bực mình ghê á, là vậy nè, má nhớ lại một lần nữa đi. Má, cái này đẹp không? Đó, con đậu đại học á, là má mua cho con cái này nha. Cái này đúng không? Dạ. Mày chắc chưa? Hết thời gian rồi ạ. Cái này đúng không? Em chắc chưa? Chắc chưa? Ý là ý gì? Dạ là bạn này là chỉ vào muốn mua cái điện thoại nhưng mà em thì lại hiểu là cái tờ giấy này nè anh, em mới chỉ vậy nào. Tức là ai hiểu là... Đúng rồi, tao không biết mua cái gì. Tự nói ra không hiểu gì hết. Thật ra cái ý này có chứ mà không. Nhưng mà các bạn chỉ nhắm vào cái việc là làm đi làm lại một cái miếng đó thôi đúng không? Cái làm đi làm lại qua lại cái vậy hoài đúng không? Dạ. Nhìn biết mà. Cái tờ của em nó cũng không có ra cái điện thoại, em hiểu không? Em thi thì em phải in ra một tờ giấy và nó chỉ có cái hình cái điện thoại thôi để đưa ra là người ta biết đó là cái gì liền. Diễn ví dụ đó là người ta biết là mình tua lại quá khứ hay gì đó. Ai hiểu là gì? Flashback á, tức là bạn muốn làm diễn đi diễn lại cái flashback đó, tới lui hoài đúng không? Đó. Nhưng mà nó phải rõ ràng ở cái thái độ diễn đang vậy. Má ơi, con sắp thi đại học rồi nha. Mà nhớ lộn, nhớ đúng là vậy nè. Thấy chưa, tao nói mày rồi. Chúng ta phải contract với nhau thì người ta mới phân biệt được. Khi em nói là mặc mua cái này, mày chắc chưa? Chắc rồi. Khi mà trở lại hiện tại, mày hiểu chưa? Thì con nó có mua cái này, tao mua cho mày cái này đó. Cái nào? Cái này là điện thoại không? Mày nói cái này là cái này, hiểu không? Dạ. Thì tờ giấy, má chỉ mua tờ giấy thôi. Mày chỉ cái này, tao còn hỏi mày, mày chắc chưa? Mày nói chắc là cái này thì tao mua cho mày cái này. Vậy thôi. Không có hiểu cả. Rồi con đồng bọn này có lên không? Vòng 3 nó lên đúng không? Mất cơ hội đứa nhỏ. Triệt luôn một tài năng. Thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại. Làm cho tất cả danh hài, cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Em chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, em chào anh Ngô Kiến Huy. Em tên là Phương Công. Phương Công là sao? Công, tại vì cái tên Facebook của em nó vậy. Là sao em Công vậy? Công vậy nè anh. Em không thẳng hả? Không, em thích nó Công vậy á. Bé khôi hài quá. Rồi bạn kế bên. Dạ em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Huy. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Uyên. Trước khi đến với cái chương trình này thì em xem hài của anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Em rất chỉ là hâm, không phải là hâm ở cái góc độ kia mà là hâm mộ ạ. Nên em quyết định tới cái chương trình này. Hai đứa đều khôi hài. Hai bạn đang làm gì? Trước là em dạy mầm non nhưng mà giờ em đang tập trung sang kinh doanh. Nhìn là biết doanh nhân rồi, mặc đồ là biết ngay doanh nhân luôn. Bạn kế bên là làm gì? Em đang ở nhà thôi. Nội trợ hả? Dạ. Ai là người có chồng rồi? Chắc công quá. Em. Thấy chưa? Trời, tôi biết mà. Dạ. Mà sao như thấy hỏi tới gia đình hình như em không vui vậy? Tại đang không vui thiệt. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Mỗi lần không vui là mình coi hài đúng không? Cho đời nó vui hơn đúng không? Cho quên đúng không? Dạ, coi hài với lại hát. Hát hả? Hát. Thí dụ hát bài tặng đi, lấy tinh thần đâu. Em không có thuộc bài nào anh. Không thuộc bài nào mà thích hát. Em hát tầm bậy tầm bạ, khúc này ráp khúc kia vậy. Hay quá, vậy là bạn giỏi quá rồi còn gì nữa. Ôi giờ rung quá. Sau vòng ấy hôm mai tới giờ chưa mời bạn ta. Hai bạn là như thế nào của nhau? Tụi em gặp nhau qua một cái lớp học phát triển bản thân. Xong rồi quen nhau. Học kỹ năng anh. Tìm được gì trong đó? Tìm được nó. Chứ ngoài người bạn, chính bản thân mình đi tìm được gì ở trong đó? Nếu mà em dạn dĩ hơn thì em có thể là em sẽ khùng nhiều hơn. Trước đó. Tức là sau khi mình học ở đó là mình thấy là mình có kỹ năng gì? Dạ đúng rồi, em học xong cái lớp đó xong là em đi thẳng lên trên Sài Gòn, em casting ngày đầu tiên luôn, cái ngày cuối cùng em đi thẳng lên luôn, em có đăng ký gì trên điền mình. À, tức là ủa học cái lớp đó ở đâu? Ở Vũng Tàu, em ở Vũng Tàu, dạ. Rồi, chúc may mắn. Lấy cái gì mà hai bạn cùng diễn và hay nhất diễn đầu tiên. Rồi ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thanh xà tỉ tỉ, thanh xà tỉ tỉ ơi, thanh xà tỉ tỉ. Trời ơi, dặn bao nhiêu lần rồi, lúc không có ai thì hỏi là thanh xà ca ca đi. Ủa nhưng tiền là rắn cái mà. Rồi, mày cứ thử ngồi 1000 năm một chỗ như tao coi. Thử coi giới tính của mày nó có lộn xộn hay là không. Mày không thấy Ngô Kiến Huy hả? Thường như vậy là nhờ ngồi ở đây lâu ngày nè. Tị ơi, muội nói nè, muội muốn tỏ tình với Ngô Kiến Huy. Thôi muộn rồi, tỏ tình Trấn Thành đi. Thôi Trấn Thành, thế Harry Won để đâu? Mày không biết gì hết, ngồi xuống nói cho nghe. Trấn Thành mang về đồ chống lẹo cái, tốt cho tâm linh, dễ tu hành. Thôi, vụ này khó quá, bỏ qua đi. Thế hứa ca ca của tỷ sao rồi? Đừng nhắc tới đó nữa. Trời ơi, tôi đợi nó 1000 năm để nó đầu thai chuyển thế. Mà nó đầu thai ngay vô anh Đức mất tiêu rồi. Anh Đức hả? Ừ. Em có suy nghĩ gì về diễn viên anh Đức? Hết thời gian rồi. Nói chung là không có gì hấp dẫn hết. Nó cũng không mắc cười luôn. Mình làm suy nghĩ lại một cái câu chuyện nào đó ha, rồi mùa sau mình thi tiếp chứ. Cái này thua rồi. Thôi tạm biệt các bạn. Dạ cảm ơn ạ.